sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi 9501 hoặc 1SC195 của dòng Rico máy 8001, đa số nó giống nhau. Đây 99501 nhé, và ấn vào clear vàng này. Đây, một clear vàng nhé, 1 4 3, mình chỉ tục. Các bạn ấn vào đây system FP nhé. Còn ấn vào mục 5811 phần thang. Đây 5811. Đây các bạn tìm tới 5811 nhé, tới cái mục số 5 này, này. Là copy cái dòng chữ này nhé. Mình thay vào cái số 1 và số 4. Bây giờ mình thay hai cái số 5 thành đây. Số 5 đấy. Nhé, 5811 tới mục số 5 nhé. Các bạn nhớ cái dòng này. Giờ mình thấy cái dòng số 5 thành ở đây số 1 đấy nhé. Đây và ok. Đây xóa này. Rồi mình là lúc này bài V bài 1 2 251 số 0 và con số 0 6 0 ok. Đây số 4 nhé. Đây, số 4 thay vào bằng giống dòng số 5 là được. 7 1 1 7 1 7 1 51 00 6 0. Đây số 1 và số 4 nhé. Ok. Rồi xong tắt máy bật lại là được. Tắt máy xịt. Tắt máy bật lại là sẽ được nhé. Đây các bạn thì hãy thì like và nhớ đăng ký kênh của mình để lần sau xem video khác nhé. Cảm ơn các bạn.